các bạn, mình là Đại Ăn Hào. Hiện tại thì ba anh em mình đang có mặt tại chợ Hoàng Hoa Thám nha. Chợ này thì nó có vài khu là bán đồ si á, quần áo, túi xách các kiểu. Và hết lần này của mình sẽ là cầm 500k xăng đồ si có hương hiệu. Yeah. Thôi mà cho anh hỏi nha, xăng đồ si có hương hiệu là làm sao mình biết được đồ si đó là nó có hương hiệu? Anh có điện thoại không? Có. Thì anh lên anh sợ chứ em chẳng biết được. Cái này có mà lần đầu em đi mua đồ luôn đó. Được, ok, ghi nhận. Tiền này anh trai ơi. Anh trai ơi, tính ra là lần trước mình đi mua đồ cũ, anh nhớ là có 1 triệu gử mà mua được có 3 món ở này, 500 mua đủ không vậy? Anh yên tâm, đồ si là kiểu đồ đó qua sử dụng á, nó rẻ, 50-60 ngàn à, ghê ghê à. Tình á. Mình chơi thử thách giờ là kiểu mình có thắng thua không? Ai mua đồ VIP rồi cụ bắp không? Trời ơi, tất nhiên là thử khách là phải có người thắng và người thua. Và người thua thì sẽ bị chịu phạt nha. Người thắng là sẽ phi tay phói đồ cho người thua nè, đi vô một vòng siêu thị, catwalk trong siêu thị đồ đó. Rồi cho anh hỏi coi, vậy ai chấm điểm mình? Tất nhiên là em sẽ chích một số tiền túi ra để mời một chuyên gia thẩm định. Nghe rất là chuyên nghiệp luôn đúng, nha. Đúng. Chuyên gia chắc mình nghĩ có uy tín các bạn. Còn thôi giờ đừng nói dài dòng, tôi thấy nóng quá rồi nè. Trái đầu rồi ơi. Và tụi mình đã vô được lòng chợ rồi. Ở phía trước chợ á là người ta bán đồ mới. Đây, cuối đường này á là nó bán đồ xi nha. Mình đã hỏi một vài cô rồi. Đồ si chắc ở dưới ha, thôi em đi xuống rửa trước. Cái đồ này, thôi cái tướng nó đừng lo, cái tướng nó bự, nó không mua được đồ gì đó bạn. Đại nói với tụi mình là khu này là khu đồ si các bạn. Và đây, đúng luôn, đồ si luôn. Áo nữ 10k, rồi quá hời luôn. Quá hời. Đầm, quần, váy 20k. Còn đồ nam là 20, áo khoác nam là 30 năm. Ủa sao đồ nam của mình mắc hơn đồ nữ vậy không? Hình như là thường là tôi thấy lúc nào đồ nam vậy vậy quá. Thôi, ông ở đây em mua mình đi. Ủa đấy nha, ông phải mua chung với tôi chứ. Ở đây mình thấy có một cái áo khoác nhìn cũng nhìn nó. Ủa? À cái này là style nó vậy. Nhìn ok phết nha. Để coi hiệu là gì. The Inzat New York. Hàng bên New York bạn ha. Để search coi cái này có phải hương hiệu gì không. Mình search trên Google thì cái nhãn hiệu này nè, hương hiệu này là của Hàn Quốc mấy bạn. Nhưng mà tại sao trên đây là để là New York ta? Chắc có hàng với New York nhập lại. Mình mới kiếm được một cái áo ở đây các bạn. Nhìn nó cũng ưng mà giống như Appa ở bên Hàn Quốc nè. À, có một anh cũng đã từng mua đồ si đây rất là nhiều lần. Anh chấm điểm bộ này của em là cỡ sao anh thấy sao? Nói chung là trên cả tuyệt vời. Nice. Có thể là do em đẹp trai đúng không anh? Quá tuyệt vời. Ôi trời ơi, anh quá khen. Anh cũng quá là đẹp trai cho ngày hôm nay của em luôn á. Anh đã khen như thế mà không mua thì không kỳ. Phải mua. Áo này là 50. Anh ơi. Nào. Kinh tế em á hạn hẹp quá anh. Anh bớt em xíu đi anh. Rồi ok, anh giảm giá em nhớ giới thiệu quảng bá cho anh nha. Dạ dạ dạ, anh ở đây quán mình tên gì á anh? Đây là đồ si Úc Văn. À, các bạn mà có muốn mua đồ si thì vào tiệm Úc Văn để ủng hộ nha các bạn. Đồ này nó đẹp. Dạ rồi, anh giảm em nhiêu anh? Đến em 30. Giảm đi 20 ngàn. Dạ dạ dạ, em cảm ơn anh à. Rồi cho em gửi tiền à. Cái này là đồ đồng giá ha hả chị ơi? Đồng giá 10 ngàn, 20 nhẫn tâm là 10 ngàn với 20 luôn nè mấy bạn mình ơi. Trang sức hả? Ồ được á, chắc mình lựa một vòng thử. Chắc mình quất lần 10 ngón luôn quá. Được rồi thôi. Ba cái 100 ngàn thôi. Đeo vô cho tao biết. Ây, mạnh mẽ lên nào bạn mình ơi. Thôi em đeo không vừa chị ơi. Không vừa ý thôi á. Đâu ép đâu, cuộc sống thì đơn giản mà. Dạ. Chị này vui tính quá mấy bạn ơi. Sau khoảng 10 mấy phút á, mình quýnh cho 5 ngón tay mình trợ hơi nhẵn nè. Dạ chị ơi, tính tiền năm này bao nhiêu vậy chị? Dễ nha, 20, 40, 60 đến 60 ngàn nè, với lại cái kia 50 rồi, tổng thể có chơi 101 thôi. 101, rồi, em lấy luôn chị, vui mà. Trời ơi, bớt 10 ngàn cho chai luôn nè, trời ơi. 100 ngàn đeo đầy đai luôn. Dạ. À, chị này dễ thương quá, bạn ơi, chắc lần sau mình ghé nữa. Đây, 5 ngón. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Rồi giờ chắc mình đi mua quần áo nha. Ủa làm gì anh trai, cho vô lựa ké với. Mua đồ, ở đây đồ si rất là rẻ và hời nữa em, vô mua đi em. Mấy cái khu chợ đồ này thì nó cũng gần nhau các bạn. Hồi nãy mình bên kia ăn ở lựa, bên đây mình không biết luôn. Đi qua đường mới thấy á. Cái áo này thì nó nhỏ quá rồi.
quên bên tay. Đây Hiệu Nguyên đóng đồ lặn lửa chắc tới sáng mai. 20 minutes later. Trời ơi, đồ nhiều quá, lửa biết bao giờ mới có được đồ Hiệu. Ơi, đồ nãy giờ cũng 30 phút rồi á. Mình đi kiếm từ nãy giờ rồi mình thấy ở đây có cái bảng im lắm nè mọi người. Đồng giá 5k mà đồ nam chỉ có 10k thôi. Mình mà kiếm thương hiệu gì xong về mà gặp mà ví dụ như bạn giám định mà giám định của bắp là định giá sai với tôi liền á. Vô. Cái clip này là kiểu mua đồ Hiệu là mình phải cố gắng tìm mấy cái nào mà nó gọi là nó có cái hiệu giống vậy nè các bạn thấy không? Ben Ben. Đó các bạn thấy không? Ben Ben là lẫm liền. Bảo đảm về hả, không bao giờ mà ban giám khảo biết được mình mua cái áo này 5k đâu bạn, hứa anh em luôn. Sao đón ra được. Lần đầu em đi lựa 5 ngàn. Ai ghé gì vậy? Giá 5. Ngon rồi. Chị có cái kinh nghiệm nào mà gọi là lựa đồ không, chị chỉ cho em với. Không, cái này phải banh con mắt bự ra nhìn cho kỹ. Miễn không gấp rồi đó. À, thì ra là như vậy. Và sau khi lựa đồ từ nãy giờ thì mình cũng lựa được nguyên một giỏ đồ gồm là quần áo gọi là các loại nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ra tính tiền coi là cái giỏ này là hết bao nhiêu tiền nha. 90 hết con. Rồi ok coi. Ồ, mua nguyên một giỏ đồ. Giỏ đồ 90 gì giặt mặt thoải mái. Nguyên một giỏ đồ có 90k. Bạn Thu Ngân nhìn cu te thế. Okay. Sau khi đi nãy giờ thì mình tìm được một cái tiệm mới đó các bạn. Thì tiệm này thì mình thấy là đồ có lựa sẵn rồi. Tiệm này là đồ si luôn đúng không chú? Đúng là con đồ si. Đó. Giờ vô lựa các bạn. Giờ thì mình sẽ tìm vài cái đồ hiệu hiệu kiểu Adidas hoặc là Nike để mà chuyên gia đánh giá thẩm định thì cái giá tiền chắc nó sẽ cao cao nha. Okay. Nãy mình thấy Nike và Adidas nhưng mà giờ mình mới thấy ở đây còn cái áo mới các bạn. Cũng được. Cái này Puma. Puma là mình thấy có dài Puma, giờ mình thấy áo Puma đó mày. Ủa cái này là nhiêu chú? 60 con. Ô, 60k mày. Ngon rồi. Ok, vậy thì mình sẽ lấy cái này. Mình mua vậy cái này nó định giá sao ta? Đồ nữ là 80 ngàn mà áo đầm 80, đều đồng giá 80. Chú nói cái này 80 nhưng mà tiếc quá mình nam chứ không mình nữ khi mình quất thêm cái này các bạn. Khi nãy giờ mình lựa được một cái nón thì mình thấy ở đây có một cái nón này khá là ngầu các bạn. Không có tấm vải gì dưới nữa nè. Nhìn chắc phải gọi là hàng hiệu các bạn ơi. Giống mấy anh đen các bạn. Vô nè. Check it out. Yeah yeah, tôi là Hào, tôi là Thánh Bào. Yeah yeah, check it out. Dứt luôn. 60 120, cái tính gồm 50 nè, 170 nè, 170 30, 200, 200, không mất 10.190 rồi. Trời ơi, thấy vui quá tình cảm. Con cái áo Puma nè, rồi cái quần Asics là thấy ok đó. Asics là của Nhật còn Puma của Đức chắc ok. Rồi, vậy rồi. Mời con. Vậy rồi, anh kêu chú con đi luôn nha. Dạ rồi. Ở đây. À. À. Dạ. 30 anh này đàn ông hay con trai chú? Hả? Rồi, trai gái đều được luôn. Phi tai à. Này hãng gì đây? Hãng này là tên là TM Patty. Nếu bạn nào biết thì comment bên dưới cho mình nha. Mình cũng thấy muốn ưng cái áo này lắm nè. Để qua bên đi. Ồ, cả núi đồ luôn. Lựa sao mà hết trời. Mình mới lựa được một cái quần của hãng XG của Nhật nha bạn. Style Nhật rất là lạ luôn. Có một cái dây như thế này trèo lên đây thì không nói gì. Mà tại sao cái phần này của mình nó lại cao hơn cái phần dưới của mình là sao ta? Style Nhật người ta lạ quá ha. Mình kéo lên đây rồi. Thế mà mình kéo lên đây thì nó lòi ra. Trời ơi! Mình có 3 nút 3 size luôn. Tùy vào kích cỡ của mình á. Mình hiểu cái vấn đề các bạn. Của Nhật người ta không sử dụng kéo vịt tia. Ê, quay xét quá em. Quay xét quá nha. Không có sử dụng kéo vịt tia mà mình chỉ có cài nút áo như bình thường vậy thôi à. Oh my god. Mình mới mua được một cái quần 70k nè các bạn. Nhìn khá là chiến và độc và lạ nữa. Kỳ này mình thắng chắc rồi. Mình lựa nửa tiếng nữa thì
cô tư vấn cho mình một cái quần. Cái này là của men trong Mỹ á bạn. Cái quần từ ơi, nó hơi là bự. 70.000 nha. Là mình còn là 330. Cái quần này là phải dán lên đi mới được nha. Mà nó rất là ngầu. Thì kế hoạch của mình là sẽ chơi full một set màu đỏ luôn nha. Tại lỡ mua cái quần đỏ rồi, chơi màu đỏ cho nó nổi. Có gì mình thắng thì hai người kia để bạn màu đỏ vô được chợ. Trời ơi, nhìn nó chói. Trời ơi. Thì vậy gì đâu vậy? Đi lộ độ mới được. Ta nhìn căng dưới ta. Trời ơi. Bún rồi, có reset hay là gì không em? Em bún rồi, đủ năm rồi. Hà nót đúng không? Ờ. Bị tan biến năng nè. Đại ơi, anh thấy có cái này hợp với em đó không Đại? Nào vậy? Nè, cái này nè. Ủa? Ở cái này mới hợp chứ màu đỏ nè. À. Ôi kìa. Ai cho lấy. nhìn găng quá. Ngầu trời ơi. Anh là ca sĩ nào đến từ Hàn Quốc vậy? Dragon Asia. 201 chú. Mình nhớ là nãy mình còn 201 xong mình móc ra là 202 ta. Bây giờ mình mới nhớ lại là ông chú ông bớt cho mình 10.000 các bạn. Hàng gì là ở đây còn 10.000 của ông chú bớt nãy nè. Đồ xong rồi, 10.000 này thì mua nước mía uống luôn. Trong khi đó, có một thánh trả giá đang thôi miên chú chủ quán. 90, giá chốt. Không. 90. 150 một đôi dạng 50.000. 90 thì chú. Không. Xác là bao giá luôn. Dạ bao giá luôn ạ. Vậy là 150 chú giảm xuống còn 100.000 cho con. Rồi, giảm xuống còn 100.000. Vậy con cảm ơn chú ạ. Dạ, con gửi tiền. Chú tốt bụng lắm nha bạn. Và đi xuống cuối chợ thì mình thấy đây cháo sườn. Dạ cô ơi, cho con một tô cháo sườn. Và một chai nước sâm. Đây thì tô cháo sườn của mình cũng đã ra rồi. Topping thì đơn giản thôi, hành phi, hành ngò gì đó. Để mình thử. Mềm xìu à, ăn ngon. Như găng vậy đó. Cháo ngon lắm hả cô ơi? Dạ ngon. Vô xíu. Katsumita. Super Katsumano sa. Đói bụng ăn. Ghê các bạn. Mua đồ xong quay thấy đang cháo hết mà hết hồn luôn. Chúc bạn một ngày ngon miệng. Thôi đi tiếp các bạn ơi, mình kiếm nước mía uống. Rồi tổng thiệt hại của mình, hai chai nước sâm với tô cháo là 40 nha. Dạ, em gửi tiền cô. Dạ, dạ. Rồi em cảm ơn chị, cho em tính tiền của chị. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã xài hết tiền. Ủa, hello cameraman. Ủa sao đi quay ở đây? Đồ đẹp quá anh ơi. Nhìn. Ủa đây hả? À? Ê, thấy cái giống gì mà báo nè. Giống Eviso mà, không có logo thôi. Để nè, nhìn anh nè, quay anh. Ok. Đó, nè anh mới sắm bộ, ok không? Ok không? Ok. Để tờ ghép cho anh cái kính nhà để tờ. Sau khi lựa một vòng chợ thì ba anh em tụi mình cũng đã mua hoàn thành hết 500k. Dạ thì chắc anh ăn anh outfit của anh hết bao nhiêu ạ? Outfit của anh hết là 480k. Anh sẽ trả giá cái thứ chú bộ này là lên tới 1 triệu lần á. Chém quá. Và bộ của anh hướng tới là những cái bộ đồ mà liên quan tới Nhật và Hàn. Cái anh gộp hai nước đó lại với nhau thành một cái outfit. Tí nữa anh mặc vào anh review cho em xem ha. Đó. Còn cái outfit của em thì chỉ giá là 360. Tại vì 40.000 thì mình em đi ăn cái kiểu rồi. Thì đầu tiên là đặt cái mũ này trước đi. Cái mũ đỏ, hai chộp. Hai luôn kìa. Cái áo khoác này thì em mua là 100.000. Không biết cái nhãn hàng gì chứ. Mua không biết luôn. Cái gì đây? Cái áo khung này 5 chộp. Còn cái quần này thì em mua 70.000. Nhưng mà em hương hiệu thì em sợ thì nó từ có 80 đô à. Cái quần này 80 đô à, là suy ra tiền Việt 80 đô tiền Việt chắc 700.000 hả? Gần 2 triệu. Ôi trời ơi, biết tính rồi hả? Gần 2 triệu. Chết cơm thì chứ. 5 cái nhẫn này mình 100. 5 cái nhẫn là xác. Cái mắt kiến này hiện 120. Gì vậy, bị hố hay gì vậy? Mắt kiến hiện 120. Mắt kiến gì? Channel là cái gì ta? Channel là hàng gì ta? Channel. 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 Channel 120 hả? Ừ. Chắc là mình lời rồi đó. Để mà nói về kinh doanh bán hàng thì có lẽ là mình nghĩ hôm nay có lẽ là mình vô các bạn. Đây. Trước tiên mình giới thiệu sơ sơ vài cái nhãn hàng lớn nha.
Buông ma. Trời ơi, đó băng cũng những hẹn nữa hả? Cái áo này nãy anh lên coi chắc cũng phải tầm 1 triệu mấy 2 triệu hay gì. Trời ơi, hồi lâu rồi. Giờ là nó ngưng bán rồi, vô hàng hiếm rồi đó, lục dữ lắm mới được á. Còn cái quần này thôi khỏi nói rồi. Nè, thấy không? Quần này hiệu gì vậy? À, Acid. Acid. Một cái hiệu đến từ Nhật Bản, hiểu không? Cái quần này bây giờ ngưng sản xuất rồi, bây giờ muốn mua cái quần này á là phải hơi bị tốn số vốn lớn á, chứ phải chân trời. Đây, còn mấy cái này á là hàng tiếng Trung, ở lộn, hàng tiếng Nhật với lại là của Hàn Quốc nha bạn. Tính là dễ. Ê, lộn lộn. Ê. Này biết rồi vậy? Trời ơi. Khinh dệt. Thật sự á, cái này là bí mật của anh em mình thôi. Mua 109 nhưng mà nãy mình coi trên mạng rồi, đôi này chắc cũng phải 3.6 triệu. Tôi hỏi ông nè, lúc ông mua được cái đôi dài này chú có cười không? Không, chú nói ok á, chú bán ok, okay lắm. Chú vui lắm, chú vui lắm. Rồi, con này khó nói nữa, mình mua cái này chắc cũng phải là 5 xị á các bạn. Hả? Nè các bạn thấy không? Chanel. Chanel. Chanel, chớ giò đó. À, cái này là đồ si, đồ quần áo gì mà anh trai? Mua nước hoa là sao? Bậy, cái này là nằm trong cửa hàng đồ si. Nó là giống như có chai nước hoa xịn nữa này, nó tặng kèm heo á. Cái đống này chắc phải là ở ngoài chắc phải 5 xị á. Người ta kêu anh đã mua bao nhiêu? Mua cái này là bí mật hay không? Bí mật rồi trời ơi. Để nói chung là để mình dỡ cái giá này ha, chứ về mà giám khảo thấy thì cũng hơi căng á. Nè, hai củ nè, hai củ đập bập bập. Trời ơi, nè, hai củ của em sao bằng đôi khình dệt là đủ dữ. Trời ơi, anh em cái lộn hoài đồ nó đều hẹt hết mà. Thôi chắc anh em mình người bạn một bộ outfit lên mà chuyên gia vô thẩm định nha. Ồ, anh thấy cái đó hợp lý, em cứ người này cho đôi với người kia. Hỏi đó nữa, nó tiếp tục. Ở đây nè, thấy nhiều quá trời đồ không? Thì anh chọn đồ nào đẹp nhất của anh chứ. Ok, chơi. Hai người anh già của tôi sẵn sàng. Có 1, 2, 3. Oh my god. Cái gì đây? Trời, hot boy Hàn Quốc. Vậy còn phải thổi nhầm gì? Cái này phong cách Afghanistan mà. Sao anh không biến hình anh trai? Còn anh đấy, anh nói ai? Đây nè, để anh biến hình cho coi nè. Thể hiện kỹ năng nè. Nè, đây cho anh nè. Ông nhìn này. 1, 2, 3. Hey. Mà tôi nói sao mà có một người mà có cái gọi là gu thẩm mỹ nó tệ hại đến vậy được. Ê ê ê, cái phong cách nè em. Cái gì mà áo đá banh? Áo quần đá banh đội nó. Ê ơi, tao phong cách khác gì? Phong cách bóng gỗ, phong cách bóng gỗ. Ôi trời ơi, nhìn đây nè. Cái này, cái này cái gì không? Phiên bản gờ ra con béo phì. Ôi Superman rồi ghê hả? Này gì vậy? Trời ơi. Khơi, cái này là ngọc bội ở ngoài khơi á, người ta phải lụm được á. Thì mình thấy hai anh già mình ảnh cãi quá, mà cái outfit mình chắc mình nghĩ mình đẹp nhất rồi, chắc phải mời chuyên gia để ha. Ok. Chuyên gia. Có chuyên gia. Trời ơi. Chuyên gia của em đó là em bỏ tiền ra mời khơi từ Đức về á ha. Đằng Tòn. My name is Tòn. Thấy chưa? Chan Tòn. Where you from? Ok. Đúng rồi. Ok. Ok. Giờ mọi người hãy xây một vòng cho mình coi được không? Đầu tiên quá anh nào? Đây. Cái áo. Áo biết gì đây? Outfit thì nói chung là outfit dipped in purple. Ok. Đúng không? Cái phong cách. Tiếp theo anh áo đỏ chi ca con. Và cuối cùng là mình Lê Minh An. Trời ơi, Lê Minh An coi cái mình đóng biết cái này hả? Cái này ông chú ấp kinh đích tăng đúng không? Lê Minh An chú còn ông hả, nhìn như mấy thằng trẻ trâu mặc đồ đi đá bay. Cô Vũ đá bay nha. Yeah. Phong cách nhất tin bị bạt baby. Không cãi lộn nữa, hãy để cho người chuyên nghiệp chấm. Đầu tiên, tôi sẽ định giá cái nóng của anh ha. Mình đang ở mùa nóng mà. Đồ nóng này không hợp. Mình định giá này khoảng 10 ngàn thôi. Không hợp phong cách. 10 ngàn thôi dục luôn. Tiếp theo, áo anh hãng gì đây? Acid đàng hoàng nha. Acid. Thương hiệu Nhật. Thấy chắc vải khá là... Dày đúng không? Dày cui đàng hoàng, xịn đàng hoàng. Thấy khá là mỏng, mình gờ mình thấy á, không có dày cho lắm. Áo này cho mình định giá khoảng 100 ngàn là cao lắm rồi đó. Ôi trời, đúng rồi. Chuyên gia. Cởi ra anh rồi. Vô ốc trong ha. Tôi thấy bằng cách anh mặc cái quần anh này mà thấy không được rồi. Tôi nghĩ chắc anh đi ra anh rồi. Ê khoan, còn đôi cành dệt. Đôi cành dệt. Còn cành dệt gì mà không có logo hết. Mình mang còn vợ rồi. Còn có cái logo này nè. Cành vệt phát 50. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Khoan, còn nguyên đống đổ nè.
Ồ, anh mặc quần vậy không hả? Đống đồ này định giá chắc hơn ngàn anh ơi. Đi ra đi ra. Cái này chắc về làm đồ rẻ. Mình giờ chú tâm vô hai người này, phong cách khá là đặc biệt á. Tiếp theo là anh này, anh trai. Đây cũng xin tự giới thiệu. Tôi theo đuổi hình mẫu Gigagon. Và đây là outfit của tôi. Chiếc nón này anh Hen nghĩ thì chất liệu nó là len, khá là mát mẻ. Mình thấy cái len này khá là dày á, đội vô chắc là ngực lắm. Anh này anh đang dối lòng 10k. Cặp mắt kiến này thì của Chanel thì tôi cũng mua cũng là ba sĩ. Anh nói thì sao? Mình nghĩ có thể là Chanel đấy, nhưng không biết fuck hay real thôi. Hít lại đi. Hai sĩ. Thấy khá là ngầu á. Hai sĩ. Tới phần áo khoác của tôi. Okay. Thì cái áo này là tôi không biết là cái hiệu gì đi. Megana size. Là tôi không biết là hiệu gì, nhưng mà cái áo này mùa lạnh là mình bận là nó rất là ấm luôn á. Thì theo anh thì sao á? Đúng, có thể mùa này ấm tại mình thấy có khá là nhiều lông nè. Mà mình không biết lông gì thôi. Mình thấy áo này cũng khá là ok đấy, mặc mùa đông khá là ấm, mình cho 100k luôn. Quá, cái áo này chắc thiệt hời luôn, cho 50 ngàn cũng chưa biết có ai lấy không nữa. Trời ơi, 100k kìa thôi. Tiếp theo thì đây là một cái áo khung hiệu gì ta? Hiệu tự bịa ra. Hiệu trái cây, có logo luôn. Đâu? Đâu? Đây. Mình thấy cái thương hiệu này giống mấy cái bịch kẹo mà mình mua ngoài chợ mấy bạn. Cái áo này mình đánh da không hay rồi. Chắc liệu cái gì mà nhăn tùm lum hết. Trời ơi, đồ si người ta nói vậy đó anh. Thôi, ta áo tao phải phẳng đẹp, nhăn quá. 30 là hết đá rồi. Đồ nhăn hay đồ tôi nhăn chơi gấp mấy lần. Xin chào nè. Tiếp theo là cái quần. Trời ơi, cái này cũng là chùm cuối của tôi. Đâu? Thì nãy tôi cũng xô rồi ha. Này là 80 đô á. Thì 80 đô thì nó quay ra tiền Việt thì cũng gần 2 triệu chứ có nhiêu. Anh giải thích cho tôi làm sao anh biết được cái quần đó là nó thuộc dạng cái quần trên ảnh trên đây. Anh hãy nói cho tôi nghe. Thì em sạch nè, đây sao nó có cái logo nghe cái quần đích này nè. Đâu? À đây. À, nó tên là Columbia. Nhưng ơi. Gì đây? Made in Việt Nam. Quần Made in Việt Nam nhưng bán bằng tiền đô. Quần này có Việt Nam. À vậy sao bạn mới nói của Hàn Quốc? Việt Nam ta chịu sản xuất á. Trừ điểm cho coi. Nhưng mà Made in Việt Nam mình thấy chất liệu nè. Khá là còn mới mẻ được ha. Ờ mới mới tin anh ơi. Đúng rồi. Cái kiểu nhìn khá là style đó chứ. Đó, hai lớp. Mình chắc cho cái quần này khoảng chiều gửi đi, khá là mới mẻ các kiểu á. Chiều gửi có, là đủ ăn đứt rồi. Có thương hiệu rõ ràng. Trời ơi, mấy con chiều gửi dưới trời. Đây, tôi thấy anh còn mấy cái nhẫn lên rồi. À, thì đây cũng là 5 chiếc nhẫn của anh Thanos, anh kiểu anh để lại cho tôi. Mình thấy ngọc khá là tinh xảo á. Các kiểu sáng bóng. Bốn cái 40. Cái này coi như bỏ đi ha. À chín á. Có tiền là may rồi. Chứ cỡ anh nói thiệt á, đây là ban giám khảo rất là dễ tính á. Cỡ anh đánh giá cái này chỉ đúng 5.000 đồng, mỗi cái 1.000. Không, phải cho hết lợi chứ, mỗi cái 10.000 thôi. Cái outfit của anh đi nè. Xin giới thiệu với ban giám khảo, mình là Lê Minh An. Và mình đang mặc cái outfit của Nhật và Hàn góp lại với nhau. Rất là độc lạ, bùng nổ bơ phải. Wow. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cái mũ của mình. Cái mũ được làm từ lông từ những con dê, tinh tiết những chú dê. Mỗi mùa đông nó cắt lông một lần. Người ta đen phải đen bằng tay, không bằng máy, người ta đen dữ lắm á. Sao tôi thấy nó hơi kiểu hơi. Nè, đây, có Hàn mét. Hàn mét là có nghĩa là gì anh? Anh đâu biết đâu. Anh nghĩ là của Hàn của Nhật á. Handmade là hàng thủ công bằng tay đó. Trời ơi, tao làm bằng tay mà, lông cù tao đen lên đó. Rồi thấy cũng ok đó, dịu gắm được hai cái lỗ tai nè. 100k đi. Trời ơi. Đâu vô đông khá ok đấy. Đây. Đó. Và bên đây là mình có đeo một cái đôi bông tai lấy được Ai Cập. Bông tai gì mình thấy là sức còn bạc luôn. Cái gì giả đó thôi. Mình lên này chắc 2k thôi, một cái 1k ha. Chết rồi, chuyên gia gì cho tôi rồi. Rồi tiếp theo là một cái nhẫn đến từ Nhật, trong núi lửa của Nhật. Được người ta tinh tế điêu khắc nè, bằng tay, tất cả nguyên liệu làm từ titanium. 5k, mình nghĩ là bằng sắt nè. Rồi, bạn này, bạn cứ chim mồi vô ghét nha. Rồi, tiếp theo là một cái khăn tròn, định giá. Cái mình không cần định giá đâu, mình nói chỉ tầm 5k thôi. Quá cũ. Đã nói 5k, vô. Tiếp theo một cái túi. Chỗ. Cái này là hàng mình biết là có nổi tiếng. Đúng. Nhưng mà cái này chắc là dán rồi nè. Dán cái gì người ta in vô. Vậy 10k không có nhiều. Anh in vô. Anh nói gì.
Dục luôn. Tiếp theo là một cái áo. Áo này thì đến từ đâu tôi không biết. Okay. Nhưng mà được một anh chuyên gia mua đồ sỉ, ảnh định giá là ảnh nói khi mà mình mặc vào á đẹp. Tên là Natura Pitu Petit. 150 đi. Kim tốn rồi. Thấy khá là ok. À, cũng có giá hơn áo của cậu Hủ Đáp Anh. Tiếp theo là tới cái áo. Áo này nó có một cái xuất xứ rất là quan trọng luôn. Ta đi chém lộn thì vô áo chém lộn thì áo Đức. Áo Đức thì đó. Bây giờ người ta lấy lại ta tái sử dụng. Ở cái người ta ra mai ra có những cái như thế này. Kéo một cái cho coi coi. Nè kéo lại nè. Ừ kéo qua nè. Đó ha, mượt ra vậy. Rồi định giá. Khá thừa tay 2 sỉ. Nhưng mà chưa đủ. Tiếp theo là tới cần dây chuyền. Em biết bộ phim của Cúp Biển Dùng Caribe không? Biết anh. Đó ngọc trai trong đó đó. Định giá quá bình thường. 10k. Thôi chứ biết ngay đồ giả mà. Rồi tiếp theo. Kế tiếp là một cái quần. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cavatier. Không xài là cái kéo nữa mà mình xài bằng mấy cái nút cắt như thế này. Rồi mình còn có hai cái dây như thế này để cho chống cái quần mình nó tụa. Rồi định giá. Quần người ta giống từ hồi xưa 50. Quần này sao? Không, không được. Kể ra là lộ hết. Và cuối cùng là một đôi giày khiến cho chúng ta cao lên. Đây. Cứng cáp đàng hoàng ha. 70 thôi. 70. Okay. Lẻ chốt lẻ dữ vậy. Lẻ dữ trời. Tôi chỉ cần ai gõ là biết chất liệu gì rồi. Rồi, tổng kết. Rồi, người chiến thắng là Mr. Dice. Rồi, tôi đã hết nhiệm vụ, tôi sẽ phép bút lui. Đúng tôi lại. Biết, tôi biết, tôi với thằng Hào biết rồi. Thằng này nó hơi, nó bỏ tiền túi. Chính xác, chính xác. Bỏ tiền riêng cho giám khảo. Đúng chứ tại sao mà cái bộ đồ có không bị lỗi vừa vòng vòng được. Đúng, bộ đồ này là siêu nè. Đúng, đúng, đúng rồi. Bộ đồ này, mấy cuộc là mấy tiền. Bộ đồ tôi đáng nhẽ giành chiến thắng này hết chứ. Thôi, thua thì mình sẽ freestyle trang phục đi vô siêu thị thôi chứ trời ơi. Sử dụng hình phạt thôi. Mình sẽ phối đồ freestyle cho hai anh già của mình nha. Đi. Và tụi mình đã có mặt tại siêu thị Aeon. Thì anh Hào thì mình đã freestyle cho ảnh bộ đồ gì đây? Váy công sở. Kèm một cái áo vest. Phía trong là một cái áo Đá Banh. Còn nón thì vẫn là nón cũ. Mặc cỡ luôn. Còn bên phía anh ăn thì vẫn là bộ đồ phi tai cũ của ảnh thôi. Tại vì mình thấy bộ này đẹp. Mấy bạn thấy sao mình vẫn mặc đồ này hả? Tại vì mình là người chiến thắng mà. Mình phải khoe bộ đồ này cho mọi người biết chứ. Gây tốt, gây tốt. Được. Được, được. Vậy mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Clip này thì tụi mình mua đồ si. Cái đồ si này kiểu phải có kinh nghiệm mới lựa được mấy cái đồ mà nhãn hàng thương hiệu VIP đồ á. Thì mình thì ăn may được cái quần cũng khoảng hai cũ. Nếu các bạn yêu thích video này hãy like và chia sẻ cho ba anh em mình nha. Đặc biệt là nhấn nút đăng ký để làm sao ba anh em mình chơi cái nào nó vui hơn, bẩn bựa hơn nha. Tạm biệt các bạn, giờ mình đi chơi nha.